Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một vài vạn kiếm các bạn ơi. Đấy, cái tên nó lên tất cả nha. Nhiều kiếm vai trưởng luôn. Game combo chiêu thức thì chắc chắn là sẽ có vạn kiếm các bạn nhé. Còn đây là skill của môn phái vạn kiếm các bạn nhé. Ai à, trông có quả khiên thì quay xung quanh nghe vẻ là tăng thêm phòng thủ cho bản thân các bạn ạ. Đúng là đánh bằng kiếm thì những cái hiệu ứng skill nó khá là đơn giản thôi. Chủ yếu là dùng kiếm mà các bạn. Đấy, chém chém này, chém chém này, chém chém này. Ô, ảo nhỉ? Cũng có thêm một chút hiệu ứng skill của cái pháp bảo các bạn ơi. Môn phái này thì mình thấy hiệu ứng skill nó không quá màu mè các bạn nhé. Một quả skill có lốc xoáy các kiểu quá là điều, nhìn thấy gọi là có chút hiệu ứng nha các bạn. Môn phái vạn kiếm này là mình liên tưởng đến môn phái võ đàng ở trong phim kiếm hiệp các bạn nhé. Ok, đến bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem bộ kỹ năng chiêu thức của môn phái vạn kiếm như thế nào các bạn nhé. Đây, skill đánh thường thì chỉ đánh được cận chiến thôi các bạn ạ. Lưu phong vận, đây là skill chiêu thức có thể lao về phía trước trong phạm vi là 7 ô, gây cho mục tiêu sát thương bằng 215%, kèm thêm 41 công đồng thời khiến đối phương choáng một giây. Ngon này, để mình thử test skill đấy xem nào. Đứng dịch ra đây, chờ tí, chờ tí. Rồi đây, mình sẽ sử dụng skill Phiêu. Ủa, sao không thấy lao đến nhỉ các bạn nhỉ? Đây nha các bạn, mình sẽ test lại một lần nữa này. Có lao đến trong phạm vi 7 ô thôi, nhưng mà phạm vi khá là ngắn các bạn ạ. Mình cứ tưởng 7 ô nó phải dài thế lê, nhưng mà không nha. Thì cái khả năng lao đến thì nó ngắn một chút chút thôi. Tuy nhiên là có thêm hiệu ứng choáng một giây các bạn nhé. Một quả khống chế nhẹ nhẹ để giúp cho các bạn có cái lợi thế hơn khi mà đi PK nha các bạn ơi. Lãm Tùng Vân, tấn công kẻ địch trong phạm vi 5 ô lại còn ngắn hơn cả cái skill Lưu Phong Vận này cơ các bạn ơi. Đó, đánh theo hình quạt và mỗi đợt đánh thì kèm 42 công, gây 203% sát thương. Được cái là skill chiêu thức của môn phái này chỉ số phần trăm sát thương nó rất là lớn đấy các bạn. Toàn trên 200% thôi. Đồng thời chấn nhiếp mục tiêu trong vòng 5 giây là giảm chính xác 21% nha các bạn. Nào, test thử xem nào. Đây, để mình xem nào. Đánh theo hình quạt đúng không? Rồi, ok. Mục tiêu trên đầu nó bị chấn nhiếp đấy các bạn ơi. Đó, hình kia kiểu cái tâm ấy. Và mục tiêu sẽ bị giảm chính xác đi 21% nha. Nhưng mà tầm đánh môn phái này hơi ngắn. Chỉ sợ là bị thả diều thì ôi dồi ôi luôn các bạn ạ. Nhưng mà nếu đi PK tay đôi, gặp mấy môn phái kiểu tay ngắn thì không ngán đâu các bạn ơi. Xem nào. Ở đây thì có một kỹ năng bị động là tăng bạo này. Kỹ năng bị động còn lại thì chúng ta sẽ tăng về chân khí nha các bạn ơi. Uầy. Nhưng mà sau khi đột phá tầng skill thứ nhất, bắt đầu đến tầng skill thứ hai là chúng ta có những cái skill nó kiểu loạn tà là vặn hơn các bạn nhé. Thiên nhẫn truy phong này. Đấy, nếu như bình thường là tấn công mục tiêu liên tục trong phạm vi 5 ô, tầm đánh thì hơi ngắn một tí thôi. Nhưng mà gây ra 4 lần sát thương, mỗi lần gây 140% và nhân 4 lên là cũng ra khoảng 560% đấy các bạn ạ. Có 15% là xóa một búp của toàn bộ mục tiêu nha. Wow, và khi HP của mục tiêu được chọn thấp hơn 50% thì chiêu thức sẽ đổi thành đánh vào kẻ địch trong phạm vi hình quạt. Sau đó là 6 giây là hiệu quả nhận trị liệu của mục tiêu bị giảm đi 20%. Đồng thời là choáng cho mục tiêu trong vòng 2 giây. Wow, chứng tỏ là em này nha, nếu như mà càng đánh lại càng ngon đấy các bạn ạ. PK tay đôi mà đánh về lâu về dài với môn phái vạn kiếm này là căng thẳng đấy. Bởi vì là đánh dưới 50% cái là skill chiêu thức của nó có thêm những cái hiệu ứng rất là khó chịu nha. Mình sẽ thử sử dụng cái skill chiêu thức này. Đấy, các bạn thấy không? Cái skill chiêu thức nó biến đổi luôn nha các bạn. Đánh một phát này. Chiu. Oh man. Các bạn thấy chưa? Và đây là cái skill chiêu thức ở trạng thái khi mà cái con lợn rừng này nó bị hết máu đấy các bạn. Có những con nào mà đầy máu nha thì nó vung kiếm thành hình xoay 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 xoay, có như kiểu là rông bão đấy các bạn ơi. Chiu. Và mấy cái con này sau khi mà máu nó giảm xuống 50% một cái là nó lập tức biến thành cái hiệu ứng skill thứ hai và sẽ có thêm những hiệu ứng rất là khó chịu nha. Nhưng mà các bạn có thể thấy là phải ngay lập tức là khi máu nó dưới 50% là chúng ta phải liên tục là combo luôn. Nhưng mà nó lại đều một cái, đó chính là cái cooldown chiêu thức. Nó không kịp cooldown thì nó phế đi cái hiệu ứng thứ hai của cái chiêu thức này. Thế thì môn phái vạn kiếm này đi cùng với những cái môn phái mà có khả năng giảm trị liệu là rất hợp lý các bạn nhé. Bởi vì nếu như không có trị liệu, kẻ địch không hồi được máu này, thì cái skill chiêu thức này sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tiếp theo là phong hầu này, ném kiếm về phía trước này. Phong kiếm đi qua trúng mục tiêu thì gây 120% sát thương. Toàn bộ địch sẽ bị đẩy ra ngoài trong vòng 8 ô, trong 8 giây thì công giảm 5%. Sau đó thả phi ảnh tại chỗ, nhân vật thuấn di tới chỗ phong kiếm, truy kích địch trong vòng 8 giây tăng 10%. Đây, skill này có khả năng truy sát khá là tốt nha. Và sau khi sử dụng skill chiêu thức này một cái, trong vòng 14 giây là tiếp tục lại chuyển đổi thành một cái hiệu ứng thứ hai. Nhân vật lập tức về vị trí phi ảnh, nhưng nếu khoảng cách vượt quá 30 ô thì sẽ mất liên hệ với phi ảnh nha các bạn. Thì cái skill chiêu thức này nó chỉ hồi chiêu trong vòng 6 giây thôi các bạn nhé.
mà cái hiệu ứng nó diễn ra trong vòng 14 giây. Tức là nếu như chúng ta combat nhanh tay thì hoàn toàn là có thể sử dụng skill này đến 3 lần các bạn ạ. Không phải được ấy chứ. Bởi vì tuy tầm đánh gần nhưng lại có cái khả năng triệu hồi phi ảnh các bạn nhé. Đây này, Vân Gian Ý, skill chiêu thức tiếp theo lại tiếp tục là có cái khả năng tăng tốc độ di chuyển này. Đấy, tăng công này, triệu hồi phi ảnh này. Omen, được đấy. Đây, gây ra thêm 10% công nữa này. Gây ra 30% trong 3 lần sát thương, giảm của mục tiêu đi 5% phòng ngự nha các bạn. Đây là một cái skill bị động này, tăng choáng này, tăng kháng định thân này, tăng kháng hôn mê này. Đây, lại tiếp tục một skill nữa mà có đến 2 phát hiệu ứng liền các bạn ơi. Trong 2 giây liên tiếp thì tấn công mục tiêu 5 lần. Ui, mỗi đòn nhưng mà gây ra có 90% sát thương, là mục tiêu giảm đi sát thương bạo nha. Kéo dài trong vòng 8 giây. Và khi phóng thì bản thân trong 2 giây miễn dịch khống chế. Ờ, được đấy các bạn ạ. Thế là sau khi sử dụng cái hiệu ứng đầu tiên thì chúng ta sẽ lập tức biến thành skill thứ hai, Thiên Xung Thần Kiếm. Cái lại thời gian cooldown luôn. Mỗi 3 giây thì kích hoạt nhiều nhất 1 lần, triệu hồi thần kiếm phụ thể liên tục chém về phía trước trong phạm vi 10 ô, rộng 5 ô, tất cả kẻ địch trong phạm vi chữ nhật luôn nha các bạn. Nhưng mà sát thương gây dạng có 90% nhỉ. Có thêm 20% hiệu quả hút máu. Skill này thì mình thấy lượng sát thương nó gây ra không nhiều đâu các bạn ạ. Có 90% thì ít lắm. Nhưng một phái nào mà trâu nhiều giáp thì đánh hơi khoai. Tiếp theo ở tầng skill thứ 3 thì xem có skill chiêu thức nào nó khủng bố hơn không. Tự Tại Quyết này. Trong vòng 8 giây là tăng 10% tỷ lệ né, đồng thời hồi lại cho bản thân 15% sinh lực đã mất. Ảo ma nhỉ. Lại có một skill để hồi máu. Tiếp tục Tung Hoành Kiếm Vực các bạn nhé. Skill này thì nó sẽ có thêm một số những cái hiệu ứng, bao gồm cái hiệu ứng choáng các bạn nhé. Nó đánh trong một phạm vi thì mỗi lần nó gây sát thương ít lắm, có 30% thôi. Nhưng mà có thể giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu đi tận 50% liền. Trong trường hợp là kẻ địch nó chạy ra khỏi cái vùng đó thì bản thân mình sẽ được nhận một lần miễn sát thương và được cộng dồn tối đa hiệu lực là 10 lần các bạn nhé. Khi mà hết chiêu thức đấy thì sẽ gây cho địch trong phạm vi là bị choáng. Tức là skill này khi mà đi băng chiến cái kiểu thì có lợi. Còn nếu như đi PK, kẻ địch nó né ngay, chứ dại gì nó đứng trong đấy để cho bị choáng đúng không các bạn? Bắt đấu này, tăng chính xác này, tiếp tục là tăng công và tăng sát thương bạo nha các bạn. Đây, bắt đầu đến những quả skill mà nó khủng khiếp hơn. Tiếp tục là một skill đánh trong phạm vi hình chữ nhật nữa các bạn nhé. Và cứ vào trong vòng 3 giây thì cách 0,5 giây là gây một lần sát thương cho kẻ địch. Nó gây tận 120% sát thương là cũng cao ấy. Kẻ địch trúng đòn sẽ bị gây thêm 10% hiệu quả dị thương khi ở cùng đồng đội. Thanh Vân, đây, mình bảo mà. Đi cùng mấy môn phái kiểu cũng có kiếm kiếp các thứ này. Thì trong vòng 6 giây sau khi phóng kỹ năng sẽ phóng đại 10% sát thương bản thân nha. Ồ, bảo sao nhìn trông có vẻ là giống môn phái Thanh Vân các bạn ạ. Cũng chơi kiếm mà. Hóa ra là bạn bè bổ trợ cho nhau các bạn ơi. Được cái chứ. Tiếp theo xem nào. Thập Bộ này. Và đây lại là một trong những cái skill chiêu thức nữa. Mà có hai cái giai đoạn nha các bạn. Giai đoạn 1 thì buff cho bản thân. Đấy, tăng 10% sát thương, tăng 20% tỷ lệ bạo. Đồng thời là điều khiển phi ảnh tập kích mục tiêu trong phạm vi 12 ô. Ui, gây sát thương 200%, bỏ qua 50% phòng ngự luôn nha. Ái chà, được cái chứ. Wow, đồng thời là đánh dấu mục tiêu 10 giây. Nếu mục tiêu tử trận trong thời gian bị đánh dấu thì sẽ làm mới thời gian duy trì của tỷ lệ bạo các bạn ạ. Và nếu như kết liễu được mục tiêu thì ngon quá. Luôn luôn là có nhiều bạo như các bạn. Và trong vòng 8 giây sau khi sử dụng cái giai đoạn skill thứ nhất thì tiếp tục là chuyển sang giai đoạn thứ hai. Dịch chuyển đến cạnh kẻ địch bị phi ảnh đánh dấu trong phạm vi 16 ô, khiến kẻ đó bị choáng luôn. 2,5 giây là một con số quá lâu các bạn ạ. Đồng thời tấn công, ôi, gây 400% sát thương. Trời ơi, môn phái này về lết chơi khỏe thế nhở. PK gọi là sướng luôn. Kiếm Uẩn Thiên Canh xem nào. Skill này thì mình thấy là có một giai đoạn thôi các bạn ơi. Phóng ra một cương khí được cương khí bảo vệ này, hấp thụ 30% sát thương và trạng thái giữ sức, tăng dần tỷ lệ sát thương ở phạm vi. Ấn vào kỹ năng lần nữa sẽ dồn sức để chém. Mỗi nhát chém mà chúng hồi là 3% sinh lực. Ui ôi. Tiếp theo nữa này. Mỗi lần là kèm 5% công, gây 80% sát thương. Skill này thì có gây ra sát thương càng đánh càng lâu ấy thì sát thương gây ra càng lớn ấy. Nhưng mà nếu như bị khống chế các thứ nó ngắt mất thì cũng phí. Bởi vì là phải đánh liên tục cơ mà. Thì mình thấy cái môn phái này có cái skill thập bộ này là ngon này các bạn này. Sát thương gây ra khá là lớn nha các bạn. Tuy nhiên là phần lớn skill chiêu thức của môn phái này là nó đánh theo vùng chứ không phải là lựa chọn mục tiêu cố định. Thì thành ra là nó sẽ khó chơi hơn đấy. Nên là các bạn cần nhắc. Kỹ năng cao thì chơi nha. Còn nếu như mà kỹ năng cùi bắp thì thôi cố luyện tập mà chơi nếu như yêu thích nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.